chánh nghĩa, nhìn tương lai đừng nhìn quá khứ. We work for future, we work for God. Chứ không phải we work for Hồ Chí Minh hay là các má. Cũng không phải Nguyễn Thiệu, cũng không phải Diệm. Thôi bộ đủ rồi. Mời bên kia đi. Dạ, để con lấy bên kia. Mấy con cứ mời Hồ ghế thì Hồ thích cái thời gian này không có chịu về chẳng. Một kiếp này buộc tẩn này. Chúng chẳng khó độ. Chúng chẳng nó lì. Chưa bớt dế đâu ta à, nó đây mà. Ê, chưa bớt dế. Đó là bộ trưởng bộ an ninh. Chơi toàn là bộ trưởng không à, công an đâu không à. Con ở dưới này tối ngày cứ Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, tức là kêu Phật. Phật ơi, tức là giống như Ai Di Đà Phật. Trời ơi, mỗi lần vui buồn giận gì trời là kêu cha, kêu Phật đúng không? Cha cũng là độc giác Phật. Vậy chứ Phật ở trên kêu cái gì? Phật ở trên trời chúng sanh, Phật là cứu chúng sanh, ngược lại chúng sanh ta xuống cứu con. Cái là Phật thì cầu ngược lại chúng ta, phải chờ chúng ta khấn xin. Giờ con hết tiền ba má con chưa chắc biết, con phải lên tiếng cho con xin tiền. Con làm chuyện gì động trời ai biết, con phải lên tiếng, con sám hối. Vậy đó, giống như nước Việt bây giờ không vậy. Bữa hôm mấy vị nói nó không biết trời biết Phật gì hết thì làm sao mà hết nghèo hết khổ được. Trời Phật đâu có can thiệp được mấy cái này, nghiệp của mình đó. Cũng như quả địa cầu nãy đang kình kình, hôm nay mới loạn cào cào từ đông sang tây, trung đông mà bây giờ qua biển đông rồi hết nghe rồi tới Do Thái, thì cũng là do nghiệp của chúng sanh. Thì mỗi người có cái đuốc đi để cái màn vô minh của quả địa cầu nó sáng lên. Thì từ đó con người chúng ta mới hết cái nghiệp, mới sống một cái bầu không khí trong lành. Giống như bữa vậy hội nhập thất hai tuần lại quá trời, bữa nay mình có bầu không khí đẹp phải không? Nóng không nóng, lạnh không lạnh, không có gió, không có mũi, không cần bỏ lạnh dày, thấy vui không? À, chứ còn hơn mưa, gió, bão, lạnh. Nên phải có người hy sinh hai tuần vô lại sám hối để cho nó, mấy cái ủn rồi á, đừng có điên điên á, nó bấm nút. Bấm nút cái là mình ngồi ở đây dầu cho không khí trong lành á, cũng bị chất độc nhiễm xạ đó. Nói mà con đeo mặt nạ ba mấy năm trời Covid thôi là chết rồi. Còn bây giờ cái quả địa cầu này mà bom tử nó nổ á, con phải đeo cái mặt nạ mà có cái bình hơi mà đi đâu cũng giống như người phi hành gia, con có muốn cái nào. Làm sao mình đi hai kinh được? Lúc đó mặc nguyên bộ đồ giống như đi mà hành gia đi nhảy ra tưng sao hai kinh. Thì lúc đó thân thể của mình đâu có tập thể dục được. Thì muốn mặc quần jean hay mặc áo tự nhiên mà đi bộ ngoài không khí này á, thì phải có người khấn lại, mấy con cũng phải khấn lại. Có một thằng riêng thôi, hoặc cả đống người phải nhức đầu. Cũng như hội thiên chúng ta cũng y như vậy. Nhóm là chỉ có đứa buồn thôi là sư phụ cũng buồn. Ở thiệt. Tại vì họ thiên tức là con của cha, tức là anh em sư phụ rồi, họ là đệ tử sư phụ. Thì lúc đó chuyện là cả đá. Thì mình mới là một con ngựa đeo cả tàu bỏ ăn, không ăn cỏ. Mà bốn con ngựa đeo cái là chắc cả gì ta, cả chùa mạnh khỏe, cái giàu có cực kỳ siêu cỡ nào không còn biết, hiền cỡ nào cũng không biết luôn. Cái quan trọng nhất mà biết được Thượng Đế giờ chót và biết quay tâm giờ chót, cái linh hồn cũng vẫn có thể về thiên đàng. Mà không biết thời buổi này làm sao mà bao nhiêu người biết, trừ hội thiên chúng ta thì mấy đứa con biết là chắc chắn mấy con về, phải không? Về trời mới quan trọng. Cho cái xác phàm dục lại muốn thiêu hay muốn chôn hay muốn dục xuống biển hay muốn cho chim ăn như kiểu bên Tây Tạng á, làm kiểu gì đi, đâu quan trọng. Cho nên mấy người chết hay về dặn lại mấy đứa đó. Người âm người ta mới biết được
trải qua người ta biết được. Dặn lại người dương chúng ta đó, mang sắc phàm rất là khó, mà sư phụ giải thích hoài không biết như sao để cho ta hiểu. Còn đi đứng được, còn lại Phật được thì gán lại. Việt Nam cũng vậy, bây giờ kêu họ lại Phật hay đọc kinh rất là khó. Mà tối ngày cứ mong có tiền rồi này nọ không, rồi mình nói những cái lời kêu là đọc kinh là Phật. Anh hay quá hả, nhà tôi, con tôi nó đòi đủ thứ, tôi không có tiền, anh kêu tôi đọc kinh không? Thì có nghĩa là không nghe lời bác sĩ. Bác sĩ kêu ok, bây giờ đang bị ung thư mới nè, uống loại thuốc này hết, không thèm uống, để cho nó lây lây thêm vậy đó. Thì bây giờ Việt Nam cũng vậy, giờ mình kêu họ cứ quên hết cái chuyện kinh tế, thì cái đó là cái nghiệp chung của nước Việt, phải chịu nghèo chịu khổ, chịu cảnh gọi là cộng nghiệp á. Chỉ ngồi thiền rồi đọc kinh thì từ đó đó cái nhiệm màu mới cứu mình. Mình cái tâm mình an là tự nhiên cái mình mới ra sáng kiến này, rồi mấy vị mới đưa đẩy mình gặp những quý nhân nọ, rồi gặp chuyện may mắn hợp đồng kia. Mà không có hiểu, mà mỗi lần sư phụ lên mạng kêu ăn hiền ở lành là bị chửi. Trời, anh hay quá, anh có tiền cho nên kiểu nào anh cũng nói được. Bởi vì khi mà người ta không thích nghe, kiểu nào họ cũng có thể xuyên tạc con được. Biết là đường sư phụ đồ có đi, cứ nói, cứ nói. Tại vì nó là một cái điều kiện. Trước khi mà muốn có chén cơm, có việc làm, muốn Sài Gòn náo nhiệt trở lại, thì cha đã nói, tất cả con gán nói đi, con dùng tài của con, Đức Thầy cũng nói, con dùng cái tài của con nói cho họ hiền lại đi. Thì tự nhiên cái nghiệp mà cái màn vô minh của nước Việt á, gọi là cái nghiệp nó được xả bớt. Mà họ không có hiểu về tâm linh về cái phần đó. Tất cả chúng ta, quốc gia cũng vậy, quốc gia có nghiệp quốc gia, người có nghiệp của người. Thì là từ đó mà ra. Chứ không phải là từ do ông Phạm Minh Chính đi ngoại giao dở hay là Bác Trọng nói dở. Nó không phải. Tất cả là do một cái màn vô hình đó, gọi là cái nghiệp đó, của một quốc gia. Muốn xả cái nghiệp đó, quốc gia cứ đi quay đầu lại Phật, lại Chúa. Nhưng mà cái số mà vô minh nó đang càng ngày càng ít dần nha sư phụ. Như vậy là sao ít? Giải thích thử. Dạ, vì sư phụ đã lên mạng 5 năm nay mấy 280 mấy cái video đó, có một số người họ âm thầm họ theo dõi và họ đã quay đầu, họ tốt lên, nên cái số mà vô minh nó càng ngày càng giảm xuống. Đó là cái phước đức của đất nước. Hai ta bữa nay nghe tử nói giảm thiệt không? Dạ giảm thiệt. Ôi cũng mừng á, gửi vợ con qua đây nè. Dạ như vậy là đã là có một người như vậy là lan ra trăm người. Hà Nội qua đây nhiều lắm. Như cũng giống như qua nè, theo sư phụ không ai biết, nhưng mà những cái việc làm của sư phụ, quay không à, để cho ông mình, về Việt Nam nghe mấy con. Mình cầu nguyện á, mình muốn qua đây là lần thứ ba đều là gặp được sư phụ, không có liên lạc được với ai nhưng vẫn gặp. Đó là thực tế. Cái mặt mình trên núi mà mình đâu phải một cái account của YouTube đâu, rồi cái nó nói tầm bậy tầm bạ, cái nó xóa account đi mở khác. Thằng nào muốn đối chứng lên đây nói chứng. Cái núi 500 mẫu gần 2-3-40 triệu bạc nằm trên đỉnh đây. Thiên Long Giang trình hình ở bên Houston. Cái hãng KNT vô Google bấm chữ K NT là dễ ợ. Muốn kiếm mình đâu cũng ra chứ. Trừ khi mà mất cái xác này kiếm không ra. Cái xác mà không biết tu đâu có đủ phước về trời mà gặp. Cho nên còn cái thân phạm này muốn gặp dễ ợ. Cho nên mà nó không phải là một cái kênh bình thường mà rồi nói rồi tầm bậy. Rồi cái con nhìn lại 5-7 năm trước trên mạng quá trời kênh về tâm linh này nọ phải không? Rồi giờ tắt đại chứ ơi. Thư này ông kia. Cũng mừng á, nghe nói thì cũng mừng. Nhưng mà đến lúc mà mình đi về Việt Nam, nó có lấy trứng gà nó chọi vô mặt mình không á. Cái đó là sư phụ biết lúc nào mà. Cho nên mấy đứa tử này, có mấy con phải đeo nón lá này nghe, có gì để nón lá. Cái Việt Nam á, mà dù đã nói là cái gánh nặng nhất mà bề trên giao lên cái da dù cái gánh, nó là nặng hơn là không có tiền hay là tài nguyên hay là lãnh thổ quốc gia.
mà đó là vô văn hóa, vô đạo đức. À, muốn sửa cái này lại đâu phải một ngày sửa được. Bây giờ cái cây con có thể trồng vài năm nó ra cây khác đúng không, bỏ phân. Còn cái này cái đạo của nó bị nhiễm á, mấy đứa nhỏ này nè. Mà mình á, già cỡ tuổi này năm 20 năm, 10 năm nữa là mình hết gân, hết sức. Mình làm việc nó là cột trụ. Cột trụ bây giờ thành ra là cột, cột mục ơi. Mọt không ơi. Nhưng, thì làm sao mà giữ được cái quốc gia? Nhưng mà có hệ số đám đông á, theo theo cái đám đông á sẽ lan. Ví dụ Thiên Tâm lúc trước cách đây 3 năm, 4 năm là ít. Rồi bây giờ Thiên Tâm đạo là nhiều người biết. Đầu lan gần nó sẽ lên cấp số nhân trong mà cấp số cận. Thì cái từ đó là cái đất nước mình là có phước đó. Cái đó là sư phụ biết. Hồi xưa Chúa chỉ nói có một nhóm người thôi, bây giờ là 3/4 địa cầu. Rồi. Ông Mohammed chỉ có một cái bà vợ là đệ tử đầu tiên. Chúa Giêsu nữa đệ tử, Phật Thích Ca có một người nên nhớ. Hôm nay cả huống hồ chi là mình bây giờ là có ở Mỹ là 5-7 nghìn đệ tử. Âm là đích tay hộ vệ anh chát. Còn mà âm thầm theo mà không dám đeo dấu bên Việt Nam á, là mấy chục triệu người. Tại mấy vị nói cả tăng ni cũng có theo mà tự lén lén mà hướng về Đông Bắc á, họ dẫn tu trong chùa nhưng mà người ta không biết. Thì cái số lượng đông, nhưng mà cái quan trọng trước mắt sư phụ đã giải thích, bây giờ nhà mình đang cháy, 99.9 triệu dân đang đói và sắp sửa phỏng, sắp sửa cháy. Mà cái nghiệp thì cũng còn rất là sâu dày, mà muốn cho lẹ đó là phải thêm nhiều nữa thì nó mới kịp. Chứ còn mà như kiểu con nói một ngày chừng vài nghìn người vô, vài người vô, thì cái đám này chắc nó thành ra là zombie hết, là đồ đồng đồ đá, xã hội chủ nghĩa. Làm sao mà là chữ X chữ O của Bùi Hiền nữa. Thì lúc đó là thôi họ thiên chúng ta là bó tay hết, hết cái giáo huấn được. Cái quan trọng là cái nhà mình đang cháy phừng phừng, 90 triệu dân á, đang khổ á. Thì mình cần thêm họ thiên lẻ lên để mà cải tâm mọi người. Chứ trong kinh Đức Thầy nói 10 chết 7 còn 3 mà. Sư phụ xin cái đó là 10 chết 3 còn 7. Xin ngược lại. Chứ bây giờ người mà hiền mà tìm 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì cuối cùng nước Việt chỉ còn có 10 triệu người thì thôi. Chứ không có thích. Thì mình phải đổi ngược lại. Ngược lại thì bây giờ phải theo thiên tâm. Phải biết tu, phải đọc kinh, ngồi thiền. Qua cái nạn khổ này. Chứ ngồi ở bển mà tối ngày cứ la trời la đất. Còn biết họ dễ nóng tánh lắm. Chứ vừa thấy nhiều cái mà họ làm tội á, không có đáng gì hết. Chuyện nhiều lúc người nói câu hai câu, ngồi bàn nhậu đó, lấy dao lụi bạn bè thân á. À, không biết sao họ có thể dễ giận như vậy. Thì uống cuộc đời. Bộ tướng đâm người ta rồi kiếp sau nó không đâm lại hả? Nó cũng đầu thai nó làm lợi á. Nghiệp mà. Bây giờ con cho một thứ đi. Con nghĩ cái gì một thứ mà cực kỳ bây giờ Việt Nam cần phải sửa, rồi sư phụ trả lời trên mấy cái mạng này luôn. Để, tại có nhiều đứa nó hỏi bữa hổm đầu tiên sư phụ Việt Nam sư phụ làm gì? À, cứu nước Việt. Sư phụ nói sư phụ mời Bố Bùi Hiền làm bộ trưởng bộ văn hóa. Nào cũng cười. Giờ cho con hỏi, chấp con hỏi đó. Rồi giờ con hỏi cái gì? Nếu mà Việt Nam bây giờ cần là sửa thì sửa cái gì cũng sửa hết. Cái nhà nó mục từ cái gột nó đã mục rồi. Cột tương lai cũng mục rồi, kèo cũng mục rồi, cái nóc thì giờ bay nóc rồi. Cái nóc là bò lãnh đạo giết nhau thì đâu còn cái nóc. Dân đâu có nương tựa lãnh đạo nữa, thể chế là toàn thế giới là tiêu rồi. Là coi như là thể chế vô thần, bú liềm là không có nóc rồi. Cột cũng mục rồi. Bây giờ con nghĩ gì, nguyên cái nhà nó nát vậy đó, vách cũng không có nữa. Vách tức là láng riền á, láng riền tức là miên á. Nó cũng giờ nó còn hơn mình nữa, Thái Lan hơn mình 70 năm nữa. Rồi dách là Trung Cộng. Trung Cộng giờ nó cũng ghét mình á. Thì cho con hỏi á. Trước tiên á, cái phần trăm nó quan trọng. Nó tới 40-50%.
nhưng mà nó thất nghiệp nhiều quá cho nó làm nô tài thế giới đúng không? Mình phải mở cái chớp co từ tất cả thì mình bắt đi học hết, thằng nào không có nghề. Ví dụ như mình tính ruộng đất ở nhà nó có nhiêu thì đúng một người thôi, mà dương thằng á ta cho mà vô chớp co tất cả cái lĩnh hành, mở cái trường chớp co nuôi nó học nó 3 tháng, đem máy CNC, đem máy xe hơi cho nó học hơi, đem đồ hàng cho nó hàng, everything, thì mình lại có một lực lượng lao động. Thì nó có việc làm thì nó hết có chửi vô phụ, nó hết có vô nghị. Bây giờ mày không có học thức, bây giờ mày làm bằng tay được không? Dư sức thì thu phí bằng cái đó. Thì nhưng mà trường chấp coi như Mỹ này nội chú vậy đó, mà dạng nghề thôi, chửi nó học không nổi nữa. Cái quan trọng nhất là cấm chất độc bia. Tất cả cái vũ trường hay karaoke chỉ có thứ 6 với thứ 7 mày mở. Thí dụ mà dùng trong mấy cây số mở đường cái, nghĩa là mình chỉ cần người dịch tiếng Mỹ thành tiếng Việt, lấy hết những cái luật lệ của Mỹ nè, những cái regulation, những cái mà của Mỹ nó làm á, mà cái nào không thích hợp thì mình bỏ ra, dịch cái tiếng Việt thì thành của quốc gia của mình. Đất của người ta ai mua là làm chủ luôn, chứ không có chuyện 50 năm à, ai đẻ Việt Nam mới được làm chủ đất. Xì dầu mày không có đẻ, mày đưa người ta mướn tiền hả? Mày bán rẻ lại. Rồi mình muốn đem cái văn hóa mình thụt lùi trước 75, mình phải cho những người mà sống ở Sài Gòn mà ở hải ngoại á, trở về mua lại với cái giá tượng trưng, để mình đem cái tiếng nói, cái tiếng văn hóa Sài Gòn, chứ Sài Gòn đâu phải người Sài Gòn. Xác không có hồn mà, mang xác người mà. Những cái mình phải làm, thì sư phụ đã nghĩ là cách để sửa cái vô học vấn của nó. Phải có cái trường chấp co á con, trường mà dạy nghề mà bắt nó ở chổng luôn vậy đó. Sư phụ, bây giờ nó có chính sách đó là cho mấy người ở bên nước ngoài về. Bây giờ 10 chính sách đi nữa đó, là cũng là đi dụ dân Việt Kiều, ăn mài của Việt Kiều, 1 năm 20 tỷ. Không có chính sách gì bây giờ. Đã nói cái nhà không có nóc mà làm gì còn chính sách nữa đó. Giá díu thôi. Mình muốn làm cho tận gốc rễ, nó phải có những cái, chứ giờ con đừng đó, mấy cái đó không phải. Nếu mà chính sách, mấy ông đâu có lấy hết tiền của nước Việt chuyển qua Mỹ. Mấy ông biết là giá díu mà, ngày nào ở lại vét vô được đồng nào thì cứ vét vô. Còn thằng nào hốt ổ, hốt đông rác thì để cho nó hốt. Nhưng mà phụ đã chuẩn bị cái thùng rác rồi. Xe rác của Đê Vịt Dương nó giỏi lắm, thụ xúc quá. Thụ mở chớp co cho mày. Rồi cái mình chế mấy cái máy cài á, mình làm lại khá như là AI á. Rồi đi ngoại giao Mỹ nè, giống như gửi tụi nó ra Mỹ, vô mấy công ty điện tử, vừa có tiền, vừa học nghề về bển. Ô, thiếu chuyện làm. Chẳng qua là chính phủ Việt Nam với bộ ngoại giao không có mạnh, qua Mỹ nói chuyện không ai nghe. Chứ một cái thể chế mới mà người ta biết cách làm, người hải ngoại không tháo triệu người mà. Như là popcorn, yeah. 3 năm thôi, tiền đô nó rớt xuống như là mưa. Theo con thì nhờ sư phụ á, cầu xin cha mẹ cho những cái việc mà Diệu Vi á, hiện tại trên mạng có một số đã đưa lên rất là hay. Diệu Vi á, Diệu Vi có nghĩa là mình có cái tâm theo đạo Thiên Tâm thì cha mẹ sẽ cứu mình trong cái những lúc hoàn cảnh mà mấy bữa nay có video trên mấy bạn họ Thiên đã đẩy lên Facebook. Cái đó để làm gì? Tại vì cái người Việt Nam của mình á, họ biết được những cái cụ thể thì họ mới tin, chứ nhiều lúc á mình nói nhiều á thì họ không có tin, thì họ bị tác động nhiều phía mà. Nên cha mẹ cho những cái trường hợp đó nhiều lên để chi chứng minh rõ ràng luôn, thì bắt đầu cái tâm của người Việt của mình thay đổi lại, hướng về đạo Thiên Tâm. Họ cái mùa Covid á, cả đống người được cứu bởi cái dấu hiệu Thiên Tâm tại mấy vị hộ pháp cứu, nhưng mà thì họ không để ý thôi, mà họ có tin bữa nay rồi ngày mai 3 tháng sau cũng quên tin thôi. Con người nó mau quên lắm. Tại sao mấy vị nói là đừng có nói nhiều trên mạng mà cũng đừng có nói ít, để mà không có sư phụ lên mạng mấy cái bến này quay hết chừng 3 tháng họ cũng quên Thiên Tâm luôn à. Cái chúng sanh nó rất là khó dạy, không phải là dạy một ngày cái là họ nhớ suốt đời đâu.
Chỉ có một cái á, là trước tiên á, là phải cho họ ăn. Hồi xưa đạo Công giáo mà nước Việt Nam mình á, là mấy nhà truyền giáo của Tây Ban Nha hay là Pháp á, họ đi vô vùng núi, họ nói ok, mày đeo dấu thánh giá đi cho mày ăn. Bây giờ cả trên núi đạo Công giáo không, thấy không? Dạ. Chỉ có một cái đời này hơi khó thôi. Hello Đặng Hào Quang, hello Trương Bắc Giới. Trời ơi đẹp trai quá ta. Đó đệ tử number 2. Nhưng mà giờ nó là sư phụ của chùa. Đây nó gành chuyện gái gú lắm. Cô dở mấy vụ đó. Sao bữa giờ mày đâu? Mày đâu? Dòng hả? Dòng có ra lên income không? Có tăng số tăng lên không? Thế anh Khoa ăn đi lên với ai vậy? Đâu bạn nào đâu? Cái gì nó cũng có cơ trời đi trong đó, mình không có lo. Bây giờ mỗi một ngày mình sư phụ cũng giống như baby vậy đó. Cha kêu làm gì, mẹ kêu làm gì, mấy gì kêu làm gì mình cứ làm đúng. Kêu mở ra thiên việt, kêu lấy thỉnh nguyện thư toàn thế giới, kêu sáng lập ra cái logo của thiên việt. Thí dụ như đưa cho một ông HO như Bác Thọ mà lập chắc không để cờ vàng bay sọc đỏ, ai đâu theo thiên việt mình. Rồi cái đưa cho đệ tử nào đang là đảng viên bên Yên Nam chắc có để cờ đỏ sao vàng á. Bữa hôm cái nhóm qua ăn Tết mình con cũng có đám sư phụ cho con làm dấu thiên tâm màu đỏ, biết tao biết mày lớn lên màu đỏ mày cứ làm thoải mái. Cho nên dấu thiên tâm mình giờ có hai màu, màu vàng là gì đó, màu đỏ là gì mình biết rồi đó. Ok, thoải mái này con, miễn dấu mày đeo là được rồi. Đừng có ngồi sao trong đó nghe. Cho nên bông hồng đỏ rồi bông gì, bông hồng vàng có phải không? Ừ, bữa hôm sư phụ thấy đó, đỏ vàng đó. Cái này màu gì ta? À cũng đỏ nè, đúng rồi đó, không có ngăn ngại mà. Chỉ có cái này á, gì nói là muốn cho tất cả những cái mà màu bay sọc đỏ đó là cờ vua Thành Thái, là cờ của chung của nước Việt, chứ nó không phải là cờ riêng của ông Thiệu nha. Tại Việt Nam không có hiểu về lịch sử. Cờ đó 1138 mà vua Thành Thái chế ra là cờ vàng bay sọc đỏ là cấm ở Hà Nội rồi. Trước khi có cờ đỏ sao vàng hay là cờ màu xanh mà cờ giải phóng miền Nam á, là lá cờ vàng bay sọc đỏ đã treo ở Hà Nội rồi. Nhưng mà cái thế hệ mới này nó không có biết về cái lịch sử đó, cho nên lá cờ đó không phải là của Nguyễn Văn Thiệu hay Mỹ Ngụy hay là Ngụy Quyền, Ngụy Quân hay là đánh đuổi Mỹ, không phải đó. Thì muốn mà lấy lòng 6 triệu người về trong thời gian đầu á, để mà mọi chuyện mình, mỗi một lần mình đi ngoại thương á, giấy tờ nó khó lắm, thì nó có sẵn. Sau đó mình chọn một cái lá cờ mới, sư phụ nói rồi, đâu nó đâu phải là lá cờ nó nằm trở lợi rồi thua rồi thắng, thắng rồi thua, nó không phải. Nó chỉ là temporary, tạm thời thôi, dịch vậy đó. Trời ơi, mấy vị nói sao sư phụ nói y chang vậy, còn tin sư phụ không tin thôi nói vậy. Còn muốn mà tự y hơi ý mình á, thôi làm ông trời luôn đi. Cái đám trẻ Việt Nam giờ nó muốn làm ông trời á, nó không có nghe lời. Nó cứ nghĩ là mình chống cộng, chứ không có chống cộng không? Mấy con thấy vụ chống cộng không? Trời, chứ cộng ngồi đẩy đây đó nó, trời quá trời. Thương nó không hết. Mình đã xuống trần là mình cứu 4 triệu đảng viên. Mình dám nói trên này mà mấy bác ô nghe bác ô còn cười bể bụng. Chỉ có mình anh gan nhỉ. Thiệt mà, con ơi. Nên tạm thời, sau này nó có một cái lá cờ mới. Tại vì mấy vị giải thích lúc đầu thù cũng không hiểu tại sao mấy vị chỉ dùng tạm thời không dùng luôn. Mấy vị nói giàu sao trong lòng người á, chúng sanh khó dạy lắm, nó đã ngấm ngầm, nó đã ghét qua lây không cần biết, khó mà hòa giải dân tộc lắm. Thì con cứ nói tạm thời đi, rồi sau này á, từ từ á, họp hội viên hồng á, lúc đó đó mình mới quyết định là cái gì phải không. Như tiếng nói cũng vậy,
Ví dụ như mình bỏ phiếu, ok, mình thống nhất tiếng Huế là nói ở trên public, đi xe bus, đi ra đường phố, ra công cộng, trong trường học thì phải xài tiếng đó. Còn về nhà xài tiếng mẹ đẻ, tiếng gì không cần biết không? Hoặc là nếu mà phải bầu cử nha, hoặc là nói tiếng Hải Phòng, ok, hoặc là nói tiếng Bắc. Chứ còn Việt Nam mình giờ ra đường cái mạnh ai nấy nói hồi cái người Huế, người Nam, ba người ngồi chung ba cái hàng ghế xe bus, người nói tứ tiếng, người ngoại quốc người ta nghe tao cũng cười mình á, có thấy quê không? À tiếng Sài Gòn, tiếng Nam, cá gô ổ gỗ, ô quá trời. Giờ mình thống nhất ngoài public là một loại, nhưng Mỹ nó hay á, nó đủ thứ tiếng, nhưng mà thống nhất tiếng Cali như tiếng New York là giống nhau, là tiếng xài chung của nước Mỹ. Còn con đi vô mấy cái vùng quê của Mỹ này nọ, thôi con nghe điếc lỗ tai luôn, không hiểu nó nói gì luôn. Nên mình phải có nhiều cái bầu cử đó. Ví dụ như sau này một đảng viên nào bị đốt củi lâu ngày, về hưu lâu ngày, nhưng mà ổng là có tinh thần, ổng có tài, ok, bây giờ dân bầu ông này lại không? Ví dụ như bầu bác Dũng lại không, làm thủ tướng lại không, thì dân phải bầu lại, đúng không? Ok, hay là muốn bầu bên hàng ngũ của ông Thiệu còn ai ta? Ông nào ở đây còn sống? Nguyễn Âu Kỳ cũng ngẫm rồi. À, thì cứ bầu lại. Hai ông mà được bầu lại, hai ông cũng phải ngồi chung nhau à. Tại vì mình là anh em nhau, một tiếng Việt, không có phân biệt nữa. Ông nào có tài cứ ra ứng cử lại, nhưng mà quan trọng nhất là dân phải thương đó. Còn đã có ân oán với dân rồi đừng có tiêu hụt khó cứu đó. Còn đừng có ân oán với dân á, sau này trời Phật vẫn cho cơ hội. Trong mắt của Thượng Đế không có cộng sản, không có quốc gia. Nước Việt mình ngày xưa lúc mà sư phụ làm vua Minh Mạng rất là ác, đưa về cho tao 4 cái đầu của chim thành, tao mới phát lương cho tụi mày. Thì ngày xưa sư phụ là người ra lệnh đó để mà lập cái hội Long Hoa. Hôm nay sư phụ lãnh cái nghiệp đó. Chứ rồi biểu sư phụ mà đi ghét mấy gì cộng, tại nó xả nghiệp giùm sư phụ ghét, sao ghét được, hiểu không? Về luật nhân quả vô vi. Nhưng mà thật sự đời nào cũng vậy, làm Bồ Tát hay là làm vua hay là làm gì cũng là điều lệnh của chư Phật. Bề trên có cái tầm nhìn xa hơn mình. Con nghĩ thử, cái đạo quỷ sa tăng nó thờ cái sừng của hang bò đầy ở Canada với Mỹ, có cả chục triệu member. Con nghĩ nó là cái gì? Anh của sư phụ á. À, có cái sừng đó. Ma Dương cũng là con của Thượng Đế nha. Con đọc kinh của Thượng Đế đi. Tại vì nếu không có cái tội ác đó, chúng ta ở trên trời chúng ta làm biếng lắm, không có học. Chúng ta phải bị nó hành hạ. Tập Chấn Bình cũng là con Thượng Đế, Bác Trọng cũng là con, Bác Thiệu cũng là con. Qua cái hồn thiên sông núi mấy vị không có biên giới. Ông Giáp hay là Nguyễn Khoa Nam hay là Trần Văn Hai qua bển là tao mày ngồi nhậu chung mà. Bữa giờ mày làm được gì cho nước Việt? Mày đuổi Pháp phải không? Tao đuổi Mỹ. Nó khác ý tưởng thôi, miễn sao mà lúc đó người ta có tinh thần yêu nước là lúc đó. Còn lúc này á, là vì mình tự do trong cái hán của Trung Cộng, cho nên nói giải phóng miền Nam chứ đâu phải giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam để mà nhập cùng một cái thể chế của Đảng Cộng sản quốc tế, tức là nước Việt Nam mình không có tự do từ khi thống nhất đất nước. Nên nhớ, nhập chung vào một cái đảng của thế giới. Cho nên Trung Cộng họ tính cái đường đi của họ hàng nghìn năm, thì họ mới làm cái là lá cờ đỏ sao vàng, là cờ của Phúc Kiến, để sau này họ tuyên bố là nước Việt là Nam Kiến, tức là nhập cho thành một tỉnh nhỏ, cái quận nhỏ của nước Tàu. Cho nên nó để sẵn cái ngôi sao trong bên Tàu á. Nhưng mà họ quên một điều, họ tính là người tính, nhưng mà nước Tàu là gốc của con rồng cháu tiên Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hùng Vương, không phải là cái gốc của bốn chân đầu thai hay là củ quyền đầu thai hay thế này thế nọ. Cái gốc rất là cao, là cho nên từ đó mới có cái chuyện ngày hôm nay sư phụ ngồi đây, đức thầy đi vô Việt Nam. Đức thầy ngày xưa cũng ở bên Tàu, ông Khương Tử Nha đầu thai Việt Nam, sư phụ ngày xưa cũng là Châu Văn Dương đầu thai Việt Nam. Thì Phật về Nam là vậy, mấy sấm cơ có nói.
dễ dàng mất nước được. Bây giờ người bình thường, một cái dân tộc nào mà nằm sát Tàu đi, con nên nhớ là nhà Kim nha, rất là hùng mạnh, ngày xưa chiếm nước Tàu rồi mà cuối cùng cũng chiếm không được, cũng bị Tàu đồng hóa ngược lại. Rồi tới nhà Thanh nha, nhà Thanh là cuối cùng vua Càn Long rồi đó, cuối cùng cũng bị đồng hóa lại. Mông Cổ là chiếm khắp hết từ Đông tới Âu, không có chỗ nào là hưởng thuộc về của thành Cát Tư Hãn hay là Cáp Nhĩ hay là con của Mông Cổ cai trị khắp quả cái địa cầu này, cuối cùng cũng bị Trung Cộng lấy nước. Chứ cái thằng Việt Nam mình tại sao mà lấy hoài lấy không xong? Nên nhớ lãnh thổ không phải là do người phàm, mà là do các chư vị điều khiển. Các chư, những ông thần là nghe lệnh của cha. Ông thần nào mà release cái đất đó thì cái đất đó sẽ bị thông tính. Cho nên thời nay tại sao mấy vị nói Hiêu Sen sau này là tội đồ của dân tộc, của Miên. Bây giờ làm anh hùng nha. Đấy, sư phụ ngày xưa là đại đế Mông Cổ, là đất của sư phụ. Hôm nay sư phụ tái sanh, sư phụ nói với mấy vị thần này, sư phụ lấy lại. Lấy lại bằng tiền hay lấy lại bằng cách nào không biết. Miễn là sau này nó thành con rùa được rồi. Lào nữa. Cho nên cái chân mệnh của con người nó quan trọng lắm. Trở lại cái Thiên Việt hay là Việt Tân hay là những cái đảng gì đây, nó khác. Mấy thằng đó, mấy thằng tham, nó tham quyền để tham của cá nhân, phe phái, và nó trả thù lẫn nhau. Nó đâu có lo hết trọn vẹn cho dân tộc. Còn Thiên Việt chúng ta là thiên tử, nhất thiên thiên là cha, là sứ mệnh, là nó khác nhau, nó không có giống. Cho nên những cái câu hỏi mà hồi bữa mấy bác hỏi sư phụ ở chùa Gia Tịnh, có thể ổng giỏi siêu ăn là Lạc hay là Thủ Đức, nhưng mà về tâm linh mấy ổng đâu có biết. Không biết thì cứ dựa cột mà nghe, từ từ nghiên cứu phận bên. Sư phụ hỏi là mấy bác có cái hồn không? Sao không có? Ai không có cái hồn? Vậy cái hồn bác đâu bác biết không? Biết vậy Chúa. Đa số là con chiên phải không? Chúa ngồi đây nè. Tại vì không phải ai mà có đủ phước đủ duyên mà hiểu được cái tiếng này đâu. Khó lắm à. Cho xin hỏi là trên cái video nghe sư phụ nói là sư phụ có đi giải ểm á. Giải ểm cho đất nước Việt Nam mình thì cái khu... Lâu rồi, năm 2013 rồi. Thì cái khu nào á, khu Bắc Trung Nam thì khu nào bị ểm gì? Ở trên kêu á, dạ. Như thế nào thì có một đống người tâm linh. Người tâm linh là những người mà nhắm mắt mà viết ra được chữ thiên, là những người có điển, có linh căn. Thì cái thêm sư phụ là thêm tâm linh thời đó. Thì nó có những cái hang động, sư phụ không có rành những cái địa thế. Có những cái nó rất là chắc trở. Ở dưới á, nó chỉ có một cái cục đá nhỏ xíu thôi, nhưng mà về vô vi á, nó là lớn khổng lồ. Nó là cái kiếm để chấn. Long mạch là gì? Long mạch là giống như người chúng ta, cũng giống như Hồ Hoàng Kiếm, nó là ngay trái tim. Lấy cái kim đâm xuống là đâm trái tim. Thì cái quốc gia mình không phát triển. Trung Cộng nó rành mấy cái này lắm. Rồi ngay khúc Đà Nẵng của mình là nguyên con rồng, nó cắt, nó làm, nó phá núi đập gì đó, nó cắt đứt cái con rồng bị cắt đôi phải không? Đại khái những cái chuyện đó thì phải đi giá lại, bị gắn rồi gỡ ra. Rồi chân mệnh cũng vậy, nó làm cho cái nước Việt Nam không có nhân tài. Đúng ra Hà Nội nhiều doanh nhân là phải làm cho nước Việt giàu. Những nhân tài mà lãnh đạo quốc gia là phải miền Trung, tại họ có nề nếp văn hóa là dĩ nhân. Còn ở miền Nam á, là về tâm linh, là về để mà cho đạo, cho con người ăn hiền ở lành là miền Nam thánh nhân. Nhưng mà thằng Tạo khôn đó, nó biết coi cốt, giống như họ biết coi cốt từng đứa đây nè. Bữa nay có Hồ Điệp ngồi đây phải không? Nhỏ này cốt tiên Hồ Điệp là bước ngồi đây. Thì nó cũng y như sư phụ. Sư phụ biết coi được thì nó cũng có người giỏi coi được đúng không? Huống hồ chi mấy chuyện này. Tại sao bên Tàu ai cũng thờ Thượng Đế hơn là Phật? Bên Tàu á, Hồng Kông cũng vậy. Tại sao nước Việt mình không biết? Là vì nó biết Thượng Đế là người cho nó giàu hay là cho nó vinh hoa, cho nó thăng lương thăng chức. Còn đạo Phật là chỉ hiền ngồi một chỗ thôi, ngồi thiền ai làm gì làm, ăn cướp mà giết qua giết lại mà có nghiệp lẫn nhau. Cho nên thằng Tàu nó không có truyền Thượng Đế vô nước Việt. Thiệt á, nó đâu bao giờ nó cho nước Việt mà biết Thượng Đế. Vì mình bị đô hộ quá lâu năm, nghìn năm mà.
rồi nó biết cốt của bác chính là con gì. Ô thằng này cốt con này làm sao mà làm được chuyện gì, ta cho mày giữ chức đó. Tức là nó đã nhìn cái cốt rồi thì nó mới đặt cái người đó vô cái chức vụ ở trong nước Việt của mình. Thì làm sao nước Việt mình hơn nước nó được, con có hiểu không? Cũng giống như giờ những nước gần như phụ thì phụ biết cốt nó là cái gì, tại cái cốt nó làm ra cái tánh nết của nó của hiện tại. Còn cái cốt của nó là hồ ly, trầu ôi, nó quỷ, nó quậy cho phụ, làm sao mà dám gần tụi nó. Cho nên mấy đứa gần với phụ phải coi cốt là vậy. Thì thằng Dung Cộng nó cũng y vậy, nó coi cốt từng người từng người. Chứ phụ cũng biết cốt luôn á, Mao Trạch Đông lại Tập Trấn Bình, chứ phụ cũng biết nữa. Những nguyên thủ quốc gia phụ biết hết. Chỉ có ông Trump thì phụ nói thoải mái, ô mày nhảy dù xuống là tao không mà hò anh quá. Ta ở trển ha, là lính của phụ. Trển nó cũng giống như mấy đệ tử này đó, xuống trần là giàu hơn, miệng rộng hơn, tỷ phú nhiều tiền hơn. Nhưng mà người có cái ổng cũng là người tốt, chỉ có cái ổng không có tâm từ bi Bồ Tát và ổng không có được lập đạo. Tại vì nhân loại sau này ổng là vĩ nhân của cái thời đại mình, sẽ lưu truyền khoảng mấy trăm năm trong thư viện, trong sử sách của nhân loại. Làm tổng thống không đồng mà bị thiệt thòi, mà bị vui dập như là tàu đã chuối, mà cuối cùng ổng sẽ trở lại, đúng không? Thì con thấy cái chuyện có lạ không? Còn như kiểu Putin đó, con thấy bị nhân loại rồi kiểu uẩn rồi nè. Thì những cái người này đều là đóng kịch thôi, đóng một cái màn kịch, phải có người ác người hiền, người ác người hiền, cuối cùng biết làm sao á. Xong cái màn này là tất cả quả địa cầu chúng ta là sống thời vàng kim, giàu có thịnh vượng. Nhưng mà hiện tại còn cái thiên tâm Thiên Tướng Kiệt sẽ đi vào lịch sử 3.000 năm, sẽ sâu hơn nữa vào thời nữa. Những cái ngày hôm nay 2024 so với cái năm khoảng năm 10.000 đi, mình là người cổ đại của người thời đó, nhưng mà tên sư phụ, tên của mấy đứa này vẫn lưu truyền tới thời đó. Tại sử sách sẽ ghi hoài, tại lập cái đạo nó còn hoài không. Còn Elon Musk rồi, ui giỏi lắm, là mày đâu có giỏi bằng Steve Jobs, cái thằng chế cái iPhone á, giỏi lắm, vài chục năm tao quên mất tiêu à. Cho nên hôm nay mấy đứa họ Thiên á, con á, là những người đi hai kinh đi bổ sư phụ. Rồi ngày đầu tiên mà sư phụ còn mang sắc phàm mà đi như vậy á, là cũng như thời Phật Thích Ca, có ai quên được Mục Trường Liên, Xá Lợi Phất không? Đâu ai quên được. Người ta nhiều khi nhớ tên mấy người đó còn rành hơn tên Phật Thích Ca nữa đó. Thì mấy con cũng vậy á, cũng là diễn gì đó. Tại nó đi là một cái packet, màn cả lương đó mà, đóng vai tuồng, cha là đạo diễn. Phải có lúc Hạ Hồng Nguyên là người ác quá, rồi kéo đầu cho dẹp hết mấy người ác, kéo đầu cho hiền hết, để cho mấy chư thiên xuống đây học hỏi. Chứ còn thời ác quá, mấy chư thiên xuống đây học không được mà còn bị nhiễm nhúng chàm á. Có nghĩa là vừa xuống đây cứ nghĩ cái thế gian này dễ nuốt, dễ sống. Ai về đâu toàn là cám dỗ không à, làm mấy cái chuyện điên rồ, cái quên cốt của mình, rồi cái cuối cùng xuống để được đi về. Ai về đâu xuống tạo nghiệp đi xuống luôn. Cho nên những cái thời vàng kim á, chư thiên xuống đầu thai nhiều lắm sau cái đời của chúng ta, thì họ mới sống được với những người xung quanh. Còn bây giờ con bước ra khỏi núi vô viện mi thao, có ai biết mấy con là thiên gì đâu, quỷ ma không á. Con mở thiên nhãn thông, con mở ra đi, trời ơi, đầu của con cáo, đầu của con chồm, đầu của con hồ ly đi đẩy trong đó, mang hột son chọt chọt. Tại vì tôi nói đâu không có cái tâm để mà tu á. Thì đó là lý do tại sao thiên tâm ra đời, để cái đạo nó quan trọng hơn là cái đời. Mười bất trọng có đi, mười cái thể chế diệt cộng của cộng sản mà thay đổi, mà nước Việt mà không có một cái đạo mới. Cái đạo Phật bây giờ á, là ông Thích Nhật Từ với ông Thích Trúc Thái Minh đã gọi là thành công, cực kỳ thành công nhiệm vụ của mấy ổng. Làm sao không? Mấy ông cố tình để làm cho dân ghét cái đạo Phật, thì mấy ông làm những cái chuyện dị hợm để cho dân 18 tới 245 á, nó không có nơi nương tựa để nó nắm cái đảng,
mục đích là vậy thôi. Cho nên con mới thấy mấy cái đài YouTube á, có những thằng nó vô nó lãng xẹt, nó chửi còn ngỏng còn nghĩu, nhưng mà con ghét nó chừng nào thì nó được trả lương cao chừng đó. Mục đích có những người lên YouTube để làm cho chúng ghét, không có làm cho người ta có cái tâm an lạc. Thì mấy ông thầy này cũng vậy, bây giờ vừa có cộng tóc mấy triệu người vô coi, vừa lại lấy tiền phải không, rồi vừa làm những cái chuyện dịch hợm, dĩ nhiên là nó khôn mà, nó biết thế nào người ta cũng phai đau ra. Nó bứt cọng cỏ cách đó đâu có nhiều cây số cắm vô, chỉ có dân không có đủ chánh kiến để mà. Rồi cuối cùng bây giờ làm trò hề, rồi bây giờ con kêu người ta đi, nó không phải là đi vô cái chùa của ông Thích Chúc Thế Môn, chùa Ba Vàng nữa, mà đi chùa khác, người ta đâu có đi đâu, người ta tưởng nào cá mẹn lứa. Đó là chủ mưu của cái chính sách của họ là như vậy, con có hiểu chưa? Cho nên hồi xưa mỗi lần làm Vĩnh Hưng mà qua đây mà bị người ta biểu tình, nó thụ nóng nóng là thương nó, không phải thương nó là dĩ nhiên là nó ngu, nó phải nổi danh thì nó phải nghe lời Việt Cộng, không cần biết, tại vì nó nít mình không có tính. Mình tính mấy cái thằng mà cầm cờ vàng ba sọc đỏ mà đứng chửi Đàm Vĩnh Hưng, phun nước miếng Đàm Vĩnh Hưng, rồi xịt nước cay Vĩnh Hưng vậy đó, là mấy thằng đó làm cố tình làm cho Đàm Vĩnh Hưng bị sỉ nhục, để cho cái giới trẻ nó ghét đà, ghét cái hải ngoại của mình. Thụ đau lòng là cái chỗ đó. Họ đánh là họ đánh như vậy, chứ không phải là họ đánh để mà cái thằng nhóc này nó có ảnh hưởng gì chính trị đâu. Nhưng mà nguyên một cái thế hệ ngày hôm nay, cái ổ rác dù phải hốt, đó là cái vô văn hóa, vô đạo đức, là do những cái hành động đó đó. Đó là những cái thằng kim cương á. Còn những cái người chánh kiến, mấy cái bác mà mỹ ngụy mà thử thiệt á, gọi mỹ ngụy luôn đi, chứ không phải ô nữa. Tại nó lỡ chửi mỹ ngụy, mình chửi cho nó nghe, chửi giùm nó luôn. Mấy ông mỹ ngụy á, thứ thiệt á, người ta không bao giờ người ta làm cái chuyện rùi bu đó. Con thấy những cái người xung quanh sư phụ có ai làm chuyện đó không? Chỉ có mấy cái thằng tàu lao, thượng chỉ nhất, rồi đi học kẹp, tập cải tạo có 2-3 tháng rồi qua đây cầm cờ vàng ba chọc đỏ rồi làm mấy cái hành động đó. Để mà cho có cái hình ảnh xấu, để cho cái giới trẻ đó, nó hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng đó, thì nó ghét hải ngoại chúng ta. Cho nên bây giờ mà sư phụ có nói chuyện thiên tâm, thiên đạo hay thiên Việt thì gì? Cũng khó mà lọt lỗ tai tụi nó lắm, là bởi vì những cái đó. Nó kêu bao que tối ngày. Thì đó, bao que. Cho nên những cái kênh con coi là một là nó là thuốc bổ tinh thần hay là độc dược để mà phá não thì tùy con chọn lựa nghe. Độc dược phá não hay là gì đổi cho lẹ. Nó không có gì hữu ích cho mình á, đừng có coi. Ở trên đó là 10 kênh á, là hơn phân nửa là tụi tào lao không. Có chuyện gì nói riêng ông Thành? Có phải không? Ok, rồi tắt mấy cái máy, bye bye nha, bữa khác nói chuyện tiếp. Sao mày chờ mất thời gian của mày là vàng bạc.